Đây cũng có thể nói gọi là con đường qua nha anh chị, bởi vì qua người ta tồng theo cặp lộ nó rất là đẹp luôn. Và cái hướng trên màn hình anh chị đang nhìn đi thẳng ra quốc lộ 1A luôn nha anh chị, một đường thẳng luôn. Và em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Long Định của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Trên con đường lộ đan ô tô này nè, ô tô 7 chỗ nha anh chị. Để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất có thổ cư luôn nha anh chị. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình tiện tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang nhìn, đây là hướng đi thẳng ra một đường thẳng luôn, là anh chị ra tới ngay quốc lộ 1A. Ra đó là khoảng 1 km nha. Ra đó anh chị ghé về ủy ban dân xã Long Định, chợ Long Định luôn. Thì khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới ủy ban xã Long Định, chợ Long Định thì đâu đó tầm khoảng 3,5 km là tới ngay chợ Long Định, ủy ban xã luôn nha anh chị. Nhưng mà sau này anh chị có các nhà ở đây á, thì anh chị đi ra một cái chợ khoảng 800 m là tới ngay một cái chợ. Tới chợ trước mới tới quốc lộ 1A. Đó là người ta gọi là chợ Huệ nha anh chị. Chợ đó thì bán buổi sáng tới trưa, còn về chợ Long Định thì bán nguyên ngày lận. Cho nên cái chợ này nó nhỏ hơn chợ trên kia nha. Thì tại vì biết sao, Long Định nó có tới mấy cái chợ lận. Nó anh chị ra là đụng cái chợ Huệ đó đó. Thì 800 m là tới rồi. Được cái là mình đi thẳng một đường thẳng luôn, là ra tới quốc lộ 1A luôn. Như em nói hồi đầu là khoảng 1 km đó. Ở đây thì anh chị thấy dân cư người ta hiện hữu rất là đông, hai bên đều có nhà ở hết nha anh chị. Bên đây đều cũng có nhà ở hết luôn. Đó, cho nên cái vấn đề nhà ở thì anh chị mình cũng an tâm. Đó, bởi vì rất là đông. Còn cái hướng ngược lại nè, là cái hướng bên đây, anh chị đi thông về đường Kinh Kháng Chiến luôn. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới đường Kinh Kháng Chiến đó thì tầm khoảng chỉ có mấy trăm mét là tới à. Đường đó là đường nhựa luôn nha anh chị. Còn đường mình thì đường đan. Ở đây thì điện nước và wifi đều có đầy đủ, cho nên vấn đề điện nước và wifi thì anh chị mình an tâm nha. Và tổng diện tích của đất mình á thì có diện tích bề ngang qua là 10 m và chiều sâu vào là 43,8 m² nha anh chị, 8 m nha. Cho nên có tổng diện tích là 438 m², trong đó mình có 100 m² là thổ cư, phần còn lại là cây luôn nè. 100 m² thổ cư, sau này anh chị về các nhà ở là rất tuyệt vời luôn nha. Ở đây có đèn đường nữa này nha anh chị. Thì cái vị trí này em thấy nó cũng đẹp, mà chủ đưa ra cái mức giá cũng rất hợp lý. Đây, và cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này đây. Đây nha anh chị, tính từ ngay miếng này nha anh chị, mình đo dài qua tới cái phía bên cột bên đó, đó là 10 m mặt tiền, và chiều sâu của mình là 43,8 m đó. Đó, anh chị thấy ha. Đất mình tuy gần là nó không có cây ăn trái, nhưng mà được cái vị trí mình đẹp, mình cất nhà ở đồ cũng rất tuyệt vời luôn. Kế bên mình thì cũng có nhà nữa nè. Và đây là em xây về hướng mặt tiền của đất mình luôn nè. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng hướng đông, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy để tiện tham khảo nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 16 phút, khoảng cách là 9,6 km là tới ngay trung tâm thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 1 phút, khoảng cách là 59 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới ngay vị trí đất của mình, thời gian đi là 1 giờ 17 phút, khoảng cách là 60 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển tới cái mí từng mí ganh cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Đó, ngang là 10, chiều sâu vào 43,8. Tổng diện tích là 438 m², trong đó có 100 m² là thổ cư, phần còn lại là cây luôn năm. Đó, giá hiện tại chủ gửi cho nhà đất Minh Xem Tiền Giang bán là 860 triệu nha anh chị. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Long Định của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang thì anh chị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0395454645. Em sẽ dẫn anh chị mình đến xem mảnh đất này, được anh chị gặp chủ thương lượng với chủ anh chị mua nha. Tới đây nè anh chị là 10 m nè. Do trong đất mình nó không có cây ăn trái, thành ra thì em cũng lội vô một phút thôi. Nhưng mà ở ngoài trống này nhìn thấy hết nha anh chị. Trong đất mình thì sạch đẹp, không có màu mã gì hết. Cho nên vấn đề đó anh chị mình an tâm.
Và ngoài sau mình thì có một chủ nói có một cái đường thoát nước ngoài sau luôn nha, cho nên vấn đề thoát nước thì anh chị mình cũng an tâm luôn. Đó, anh chị thấy đây ha, đây là cái mảnh đất của mình đây, ngay vị trí này xung quanh nhà cửa người ta ở cũng rất là đông, cho nên sau này anh chị về đây cất nhà ở là rất tuyệt vời luôn. Đó, điện nước wifi đều có đầy đủ, đặc biệt là mặt tiền của mình là xây dựng hướng đông nữa, rất là đẹp nha anh chị. Đó, hướng mặt trời mọc mà. Đó, anh chị thấy đây ha, được cái là mình có 100m² thổ cư, sau này anh chị về chỉ cần cất nhà lên là ở thôi. Đó, mình khỏi lo về vấn đề pháp lý nữa, thổ cư mình có là an tâm rồi. Em khỏi lội lên nha anh chị, lội lên thì nó cũng như vậy thôi, tại vì không có can tái. Nó mấy cái ô bên đây á, thì người ta đã bán hết rồi, còn cái ô này đó thì chủ đang gửi cho mình xem bán đó. Đó, anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho em. Được cái là mình ra quốc lộ 1A, một trục đường thẳng luôn, thẳng ra ngoài luôn, là khoảng đâu đó tầm 1 km ta lại nha anh chị. Đó, đường mình ô tô 7 chỗ thì anh chị chạy vào là thoải mái rồi. Nó nhà anh chị thấy không, nhà giàu giàu to to không à. Đó, bên đó đây ha, bên đây cũng có nhà giàu nữa nè. Rồi thì em cũng lên nhanh clip này cho anh chị mình xem. Ngang diện tích của mình là ngang là 10, chiều sâu vào là 43,8, tổng diện tích là 438m², trong đó có 100m² thổ cư. Nó giá chủ gửi em bán là 860 triệu. Anh chị nào quan tâm thì cứ kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình đi, em gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Nó nhìn thấy vậy chứ đất mình không thấp hơn lộ bao nhiêu nha anh chị. Tiếc rằng là nó không có cây tái bên trong thôi. 400m² là mình gần nửa công đất đó anh chị. Nhìn thấy vậy chứ ra ngoài nó rộng lắm nha anh chị. Đường này thì ô tô 7 chỗ anh chị chạy vào là thoải mái rồi. Rồi thì thôi em cũng lên nhanh clip này cho anh chị mình xem. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì cứ alo cho em, rồi em dẫn anh chị mình đến xem, được anh chị mình gặp chủ nói chuyện với chủ anh chị mua. Còn bây giờ thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo nha.